Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng thống Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong trận bão Iagi vừa qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm và những đóng góp to lớn của Tổng thống Biden dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cho rằng chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam tháng 9 năm 2023 đã tạo động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc, đạt đến tầm mức cao nhất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay, mở ra không gian cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, ổn định trong nhiều thập kỷ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Biden tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chia sẻ với thế giới về bài học kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Việt Nam trong thúc đẩy hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhất trí là Việt Nam và Hoa Kỳ có chung tầm nhìn về xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Từ bài học kinh nghiệm này, đó là đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, trong đó tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều nét rất đặc biệt trong 50 năm qua, từ cựu thù trở thành đối tác toàn diện và bây giờ đạt mức quan hệ cao nhất. Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang bước sang trang lịch sử mới và thực sự là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Tổng thống Joe Biden gửi lời chia buồn với Việt Nam trước những thiệt hại do siêu bão Iagi gây ra vừa qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi sau cơn bão. Một lần nữa, chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực. Tổng thống Biden nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 9 năm 2023 với nhiều kỷ niệm tốt đẹp về sự tiếp đón trọng thị và nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự kiện mang tính lịch sử khi Tổng thống Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau để quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định lâu dài vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực đạt được sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển của khu vực và trên thế giới. Để tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả của khuôn khổ, quan hệ mới và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2025. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023. Trong đó, tăng cường tiếp xúc trao đổi giữa các cấp, nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư công nghệ cao, hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây tiếp tục là trọng tâm và là khâu đột phá trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có khuôn khổ ASEAN, đối tác Mekong Hoa Kỳ, APEC, Liên Hợp Quốc, góp phần vào thúc đẩy đối thoại hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ cam kết
thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong khu vực và quốc tế, chia sẻ mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, đảm bảo các quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, chống biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Ngày 25 tháng 9, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB Ajay Banga. Tại buổi tiếp, ông Ajay Banga khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác đặc biệt quan trọng của WB, chia sẻ rằng nhiều cán bộ của WB đã trưởng thành từ văn phòng quốc gia Hà Nội và luôn kể lại những câu chuyện tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Bản thân ông Ajay có ấn tượng hết sức sâu sắc với sự đổi thay của Việt Nam trong hai thập kỷ vừa qua, đặc biệt là cách mà Việt Nam tham gia và không ngừng nâng cao vị trí vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong thời gian tới, Chủ tịch WB đề xuất hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng về vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt, đặc biệt tại khu vực Mekong, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững và nhân rộng quy mô lan tỏa thành công của Việt Nam trong việc trồng lúa, phát thải thấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của WB trong thúc đẩy xóa đói giảm nghèo và xử lý thách thức toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh tầm nhìn chiến lược của WB về xây dựng một thế giới không đói nghèo trên một hành tinh đáng sống. Với việc xác định đúng những ưu tiên quan trọng của nhân loại là nền tảng để mở ra những chương trình hợp tác phát triển mới, tập trung vào phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên tăng cường củng cố quan hệ với WB, đề nghị hai bên đẩy nhanh việc thống nhất khung đối tác quốc gia giữa Việt Nam và WB, làm cơ sở định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai những dự án tiềm năng trọng điểm đột phá gắn với nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động rủi ro thay đổi khó lường của môi trường quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Ajay Banga, WB sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, tiếp tục hỗ trợ hiệu quả các nước đang phát triển hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Nhất trí với đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch WB khẳng định sẽ ưu tiên phân bổ nguồn vốn lớn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm theo các lĩnh vực ưu tiên mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất. Chủ tịch WB mong muốn sớm quay trở lại thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên phát triển hơn nữa vì sự phát triển của đất nước Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Sáng 25 tháng 9, theo giờ địa phương, tiếp tục các hoạt động tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sĩ Chris Kuhn, Đảng viên Dân Chủ, Chủ tịch Tiểu ban Bộ Ngoại giao, Hoạt động nước ngoài và các chương trình liên quan Ủy ban Chuẩn tri, Chủ tịch Tiểu ban Sở hữu trí tuệ, Ủy ban Tư pháp, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về đạo đức và thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đánh giá về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, coi đây là hình mẫu về nỗ lực hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Với việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã thực sự bước sang một trang mới. Để quan hệ hai nước đạt được tầm mức như ngày hôm nay, Việt Nam rất trân trọng những đóng góp to lớn của Quốc hội Hoa Kỳ cũng như những người phá băng. Như cố thượng nghị sĩ John McCain, thượng nghị sĩ Patrick Leahy và thượng nghị sĩ John Kerry trong việc hàn gắn và thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt coi trọng mục tiêu phát triển vươn mình của Việt Nam trong thời đại mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong một năm qua và mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ sự phát triển vững mạnh, ổn định của khuôn khổ đối tác mới.
hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong hai nước tiếp tục tích cực triển khai hiệu quả tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ năm 2023, nhất là việc Hoa Kỳ tiếp tục trao đổi, phối hợp để sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, đồng thời hợp tác chặt chẽ cùng đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế ứng phó với các vấn đề toàn cầu. Thượng nghị sĩ Gareth Cole cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, khẳng định coi Việt Nam là đối tác hàng đầu ở khu vực và quan tâm tới việc tăng cường quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời cảm ơn chân thành sự hỗ trợ kịp thời của nhân dân Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.